Hello, xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì máy móc Minh Trí xin phép được trở lại với một cái chương trình tâm sự bán hàng. Đấy chính là có nhiều anh em đang khen con Lan Biao về cái thương hiệu của Lan Biao. Lan Biao thì sơ qua là một trong số những cái thương hiệu nội địa của Trung Quốc chuyên phân phối những cái dòng là súng bắn bu lông chạy bằng pin, súng khoan pin, súng mài pin, nói chung là chuyên về những cái dòng pin. Thì Lan Biao ấy, chắc là anh em bán đồ nghề hoặc là anh em đã sử dụng, anh em biết được cái chất lượng của nó đúng không? Thằng Lan Biao thì rất là chất lượng. Và ngày hôm nay thì máy móc Minh Trí lại nhận được một cái lời khen, là anh khách hàng anh ấy khen là Lan Biao nó bắn tốt hơn, nó bắn ngang ngửa cái dòng DW, và giá tiền thì nó chỉ bằng 1/3 cái dòng của thương hiệu DW thôi. Thì tất nhiên rồi, như tôi đã nói từ trước và bây giờ tôi vẫn nói lại, đấy chính là khi mà các bạn sử dụng những cái dòng nội địa chính hãng của Trung Quốc ấy, thì các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt khi mà Trung Quốc phân phối những cái dòng sản phẩm rẻ tiền ở thị trường Việt Nam. Nó khác nhau rất là nhiều luôn. Ví dụ như các bạn mua những cái dòng hàng nhái nhá, 800 cho đến 1 triệu thì tôi không nói. Tuy nhiên mà các bạn mà cầm những cái khẩu súng của Lan Biao, HBM, Pineng, nói chung là những cái dòng nội địa uy tín chính hãng của Trung Quốc ấy, nói thẳng là cầm chỉ có phê trở lên thôi, bắn sướng êm. Thì Lan Biao đang phân phối những cái dòng bu lông chạy bằng pin, khoan pin, mài cắt vân vân. Thì nói chung là Lan Biao thì tôi đánh giá là ngoại hình là tốt, pin ok, chất lượng được và giá ổn. Đấy cũng là một trong số những phân khúc mà chắc là tôi nói ra thì anh em chắc cũng biết về cái thương hiệu của Lan Biao. Và rất là nhiều anh em khen Lan Biao, và có những người tìm mua Lan Biao rất nhiều luôn. Bản thân máy móc Minh Trí đã từng gặp rất nhiều anh em chỉ tìm mua cái thương hiệu của Lan Biao thôi. Thì nếu như anh em xem được cái video này thì tôi xin nhắc nhở anh em là Lan Biao nó chỉ là một trong số những cái thương hiệu uy tín của Trung Quốc. Ngoài ra thì nó còn có HBM, Đông Trang nhiều lắm, Hukan, Pineng rất nhiều rất nhiều. Destin cũng là một trong số những cái hàng nội địa của Trung Quốc. Drama nhiều lắm, Mayba. Đấy, thì là khi mà các bạn đi sâu vào những cái dòng nội địa của Trung Quốc thì các bạn sẽ còn rất là bất ngờ với cái công nghệ của Trung Quốc. Không phải là tôi khen đâu, mà là với cái vị thế của một người bán hàng sử dụng qua rất là nhiều sản phẩm, thì tôi thấy con Lan Biao là một trong số những cái dòng sản phẩm anh em nên cân nhắc. Thì cái video này nó cũng rất là ngắn thôi, để chia sẻ với cả anh em về cái chất lượng của thương hiệu Lan Biao, và hy vọng là anh em sẽ tiếp cận được những cái dòng sản phẩm Lan Biao mà máy móc Minh Trí đang phân phối ở trên kênh đồ nghề của bên mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi chi tiết đặt hàng anh em có thể liên hệ với cả bên mình qua website là maymocminhtri.com hoặc là minhtrimaymoc.com. Các cái trang thương mại điện tử như là Shopee, Sendor, Lazada, Fanpage cũng như là YouTube của bên mình là Máy Móc Minh Trí. Thì mình sẽ để những cái link liên hệ ở ngay dưới phần video cũng như là bài viết sản phẩm để cho anh em chúng ta thuận tiện liên hệ đặt hàng. Ngoài ra thì Zalo của bên Máy Móc Minh Trí là 0915 498 666 hoặc là 0978 390 231. Các bạn có thể liên hệ để hỏi về lịch trình của sản phẩm cũng như là hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Ngoài ra thì bên mình có để thêm một cái link QR Zalo OA ở bên góc phải màn hình để cho anh em chúng ta phòng trường hợp nếu mà không liên lạc được các cái kênh chăm sóc khách hàng của bên Máy Móc Minh Trí, thì các bạn có thể là quét cái mã Zalo QR OA để đến với nhân viên chăm sóc khách hàng một cách nhanh nhất. Các cái dòng sản phẩm của bên Máy Móc Minh Trí thì đều được bảo hành đầy đủ theo các cái chế độ hậu mãi của đại lý, và sản phẩm thì ship hàng toàn quốc đến nơi anh em chúng ta xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn, để cho anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Và cuối cùng, một cái thông tin mà anh em chúng ta cần phải lưu ý, đấy chính là các cái dòng sản phẩm của bên mình khi update giá ở trên YouTube hoặc là trên các cái ảnh của sản phẩm thì giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Cái giá thay đổi này nó đến từ rất là nhiều yếu tố, có thể là do lạm phát, hoặc là có thể là do chi phí vận chuyển tăng lên, hoặc là do đại lý tăng giá hoặc là giảm giá. Thì để chi tiết nhất, các bạn có thể là ép Zalo hoặc là liên hệ với cả các cái link chăm sóc khách hàng của bên mình
để hỏi về bảng giá chi tiết anh em nhé. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ máy móc Minh Trí, và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé.